Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. So sánh Honda Quay Alpha và Honda S, các kiểu dáng xe nào sẽ dành cho giới trẻ? Cái chiếc Quay và cái chiếc S là hai cái dòng xe đến từ nhà Honda với động cơ gần giống nhau nhưng mang ngôn ngữ thiết kế là khác nhau. Vậy trong hai cái chiếc xe này, kiểu dáng xe nào dành riêng cho giới trẻ? Bây giờ mình cùng các bạn hãy cùng nhau đi sâu và tìm hiểu hai cái chiếc xe này nhé. Cái chiếc Blade sắc lẹm, còn Quay A thì bầu bỉnh và trung tính. Đầu đèn của hai xe đều có dựng cốm halogen cho ánh sáng vàng, hiệu năng sáng là cực kỳ tốt trong điều kiện là mưa gió và sương mù. Nhưng thiết kế của hai đầu đèn này lại đối lập nhau hoàn toàn. Đầu đèn của chiếc Blade có cái phần xi nhan đi liền với cái cụm đèn pha cốt, một thiết kế rất gọn gàng và trẻ trung. Bên cạnh đó, cái mặt nạ của Blade còn mang trên mình những đường nét cắt xẻ góc cạnh, tạo nên cái sự thể thao kè nảy, trái ngược hoàn toàn với phần đầu mặt nạ tròn trịa của cái chiếc Quay Alpha. Cái đầu đèn của chiếc Quay Alpha cũng có phần là chỉnh chặt hơn hẳn so với chiếc Blade vì không có nhiều đường nét cắt gọt quá nhiều. Xi nhan tách rời đầu đèn giúp cho việc thông báo tín hiệu là tốt hơn. Đèn hậu của chiếc Blade được vuốt nhọn làm mình dễ nhầm tưởng với cái chiếc Winner 10 phiên bản đầu, vô cùng hùng hổ. Còn đèn hậu của chiếc Quay Alpha thì trông cổ điển hơn một chút, với đèn hậu cam màu đỏ, cặp xi nhan màu trắng chen giữa làm chút điểm nhấn đơn giản. Kiểu dáng của Blade thì mang đậm phong cách trẻ trung với nhiều góc cạnh, làm chiếc xe trở nên khỏe khoắn, thể thao hơn. Còn kiểu dáng của chiếc Quay Alpha thì có phần trung tính hơn bởi vì những đường nét bo tròn. Theo mình thấy, đây là một cái chiếc xe mà nam nữ đi cũng đẹp, già trẻ đi cũng hợp. Đồng hồ của chiếc Quay cổ điển, đồng hồ của chiếc Blade thì tối giản hơn. Đồng hồ của chiếc Quay Alpha như cũ có những thông số như tốc độ, số đang đi, xăng cổ vân đều hiển thị to rõ. Nhưng ở đồng hồ của chiếc Blade, các thông số thì được thu nhỏ lại một chút. Điều này giúp tiết kiệm không gian hiển thị và làm cái phần đầu xe trên gọn gàng hơn. Nhưng trong quá trình sử dụng một cái chiếc đồng hồ có những thông số to rõ như cái dòng Quay Alpha thì cho chúng ta dễ quan sát hơn. Vì lúc chạy xe chúng ta rất ít thời gian để tập trung vào cái mặt đồng hồ. Nếu như quá chú ý đồng hồ sẽ dễ gây tai nạn bởi vì người lái thiếu quan sát. Nhìn tương đương nhưng cốp của chiếc Quay A thì lại hơn hẳn. Nhìn cái mẫu xe số có cái cốp yên là cực kỳ tiện dụng. Đối với giới trẻ chúng ta thì ngoại trừ để nó mô hiểm thì còn có những thứ cá nhân như bóp tiền, túi nhỏ, áo quần vân. Bởi vậy dung tích cốp to và cực kỳ cần thiết. Tuy nhìn cứ tưởng hẳn bằng nhau nhưng cốp của chiếc Quay A thì dung tích 5 lít, còn S chỉ có 4 lít mà thôi. Lớn hơn 1 lít nhưng vô cùng hữu dụng. Có thể để thêm một tai nghe hoặc cái cục sạc, rất là tiện ích. Blade đem lại nhiều cái sự lựa chọn hơn. Đối với cái chiếc Quay Alpha thì có một cái lựa chọn duy nhất là thắng đùm. Còn cái chiếc Blade thì có nhiều lựa chọn hơn, bao gồm như thắng đĩa bánh mầm, thắng đĩa bánh cầm, thắng đùm bánh cầm. Thêm cái sự lựa chọn và hơn hết là hợp túi tiền của từng đối tượng khách hàng. Khối động cơ thì không chênh lệch nhiều. Động cơ của hai xe đều có chung cái dung tích là 109.1 cc. Blade thì có công suất là 8.28 hp ở ngưỡng ngụm tô lập 7.500 phút, moment xích đại 8.85 Nm ở ngưỡng ngụm tô lập 5.500 phút. Còn cái chiếc Quay Alpha có công suất đà 8.2 hp ở ngưỡng ngụm tô lập 7.500 phút, moment xích cực đại là 8.44 Nm ở ngưỡng ngụm tô 6.000 vòng/phút. Quay A và cái chiếc Blade đều có mức tiêu thụ nhiên liệu như nhau, 1.6 lít/100 km. Động cơ của hai xe đều không có quá nhiều cái sự khác biệt. Giá bán và những phiên bản của hai cái chiếc xe này. Cái chiếc Quay Alpha có các phiên bản màu bao gồm như xanh đậm, trắng, đỏ, đen, xanh, xanh ngọc, đều đồng mức giá bán là 17.800.000 đồng. Còn cái chiếc Honda S thì có các phiên bản khác nhau và những trang bị cũng khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn gồm có thắng đùm bánh cầm, gồm những màu như đỏ, đen, xanh đen, đen, chỉ có trang bị cái thắng đùm
và cái bánh cầm thì có mức giá đề xuất là 18.800.000 đồng. Phiên bản tiêu chuẩn thắng đĩa bánh cầm gồm có điểm màu như đỏ đen, xanh đen, đen và được trang bị thắng đĩa phía trước và bánh cầm. Phiên bản này cũng được Honda đưa mức giá đề xuất là 19.800.000 đồng. Phiên bản thể thao thắng đĩa bánh mầm gồm những màu như đỏ đen, xanh đen, đen, đen trắng, đỏ. Hiện nay có mức giá bán rơi vào khoảng là 21.300.000 đồng. Theo mình thì cái chiếc Blade sẽ hợp hơn với những bạn trẻ bởi vì kiểu dáng thể thao, góc cạnh. Hơn nữa còn là một lựa chọn cái đĩa cho cái hiệu năng thắng tốt hơn so với Phantom truyền thống. Nhưng bạn cần một cái chiếc xe có kiểu dáng trung tính, thích hợp cho nhiều người sử dụng thì cái chiếc Quay A là một lựa chọn rất hợp lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên nhớ like, subscribe.